Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm quyết nói không với chính sách ngoại giao cây chè nghiêng về phía Trung Quốc? Theo giới quan sát, Tổng Bí thư Tô Lâm đang cố gắng tạo ra những cải cách mang dấu hiệu riêng biệt cho mình. Kể từ khi chính thức trở thành Tổng Bí thư, trong các bài viết hay phát biểu, ông Tô Lâm cũng nói đến việc triển khai có hiệu quả ngoại giao cây chè. Được biết, ngoại giao cây tre là thuật ngữ chỉ đường lối ngoại giao của Việt Nam dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khái niệm này xuất hiện từ năm 2016, tuy nhiên nó chỉ được nhắc đến nhiều hơn sau đại dịch COVID-19, nhất là sau khi nước Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022. Báo chí nhà nước còn bốc thơm xem nó như cốt cách của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, cựu tổng biên tập tờ báo thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, bà Hồ Thu Hồng, người được cho là có mối quan hệ rất thân tình với Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, mối nhân vật thân tín của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, đã sổ toẹt trên trang Facebook cá nhân như sau. Ngoại giao cây tre là gì nhỉ? Là điều thuyền, là bạ gặp anh nào cũng ngả ngớn. Mọi ví von của ngày xưa là của một dân tộc vừa yếu vừa hèn, cạnh thằng đã khỏe lại còn ác, nên phải dạy nhau khôn lỏi, khôn vặt. Còn thế giới ngày nay người ta đặt lòng tin vào những nơi yêu chuộng hòa bình và biết lấy lợi ích dân tộc làm trọng. Đồng thời, bà Hồ Thu Hồng cũng hy vọng Tổng Bí thư Tô Lâm không bị truyền nhiễm tình yêu nghệ thuật bình dân, băng cho lẩy kiều, không ví von chè heo nứa lá, không mần lục bát nôm na là cha mách qué, tức là chơi kiểu ghép vần. Theo giới quan sát, gần đây khi làm việc với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Ngoại giao, cũng như phát biểu nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh như sau. Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại. Đất nước ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đây là những chỉ dấu cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm tuy vẫn theo đường lối ngoại giao cây tre nhưng sẽ nghiêng về phía phương Tây và Hoa Kỳ, thay vì nghiêng về phía Trung Quốc như ông Nguyễn Phú Trọng trước đây vẫn làm. Truyền thông nhà nước Việt Nam vào ngày 5 tháng 9 đồng loạt đưa tin. Tờ báo The New York Times thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam. Bản tin cho hay Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao giấy phép thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam cho báo The New York Times. Theo bà Hằng, điều này sẽ giúp tờ báo The New York Times đóng góp vào việc tăng cường quan hệ song phương Việt-Mỹ. Được biết, The New York Times là một trong những tờ báo uy tín hàng đầu tại Hoa Kỳ, cũng như trên thế giới. Một số nhận định cho rằng từ khi bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ vào tháng 7 năm 1995 đến nay, chưa có Tổng Bí thư nào dám quyết định như ông Tô Lâm. Điều đó càng cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm không giấu giếm chính sách ngoại giao cây tre nghiêng về phía Hoa Kỳ và phương Tây hơn. Cũng có nhiều ý kiến quả quyết rằng muốn tiến hành công cuộc cải cách ở Việt Nam thì Tổng Bí thư Tô Lâm phải giã từ và nói không với chính sách ngoại giao cây chè nghiêng về phía Trung Quốc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phải chăng sự thay đổi như vừa kể trên của ông Tô Lâm đã khiến cho ban lãnh đạo Bắc Kinh không hài lòng? Một số suy đoán cho rằng Trung Quốc đã bật đèn xanh cho các thế lực vốn là tàn dư của ông Trọng, đặc biệt là giới tướng lĩnh quân đội kiên quyết cản phá công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm. Công luận đặt câu hỏi liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có thể đi đến cái đích hay không, và hy vọng ông Tô Lâm sẽ không hiểu sai những tín hiệu nguy hiểm ấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm quyết nói không với chính sách ngoại giao cây chè nghiêng về phía Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo. Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn kiên định và phép thử ngược với phe quân đội như thế nào? Từ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990, bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì nền chính trị của Việt Nam đã bị gắn chặt với nước láng giềng phương Bắc này. Các đời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh cho đến Nguyễn Phú Trọng, đều răm rắp tuân lệnh thiên triều. Đồng thời, quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, mối quan hệ này quá bất bình đẳng, buộc ban lãnh đạo Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải phá lệ để thúc đẩy chính sách ngoại giao đa phương
với hy vọng thoát được cái vòng kim cô của Bắc Kinh. Với phương châm Việt Nam làm bạn với tất cả các quốc gia, coi trọng mối quan hệ với tất cả các cường quốc, chính sách này gọi là ngoại giao cây tre. Theo đó, trung tuần vào tháng 9 năm 2023, Hà Nội đã nâng mức quan hệ vượt cấp với Washington, trở thành đối tác chiến lược toàn diện, ngang bằng với Bắc Kinh. Điều đó đã khiến cho Trung Nam Hải giận dữ. Chuyến thăm Việt Nam bất thường của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023 là để trách cứ cũng như buộc Việt Nam phải gia nhập cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc. Với âm mưu, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc phải luôn cao hơn một cấp so với quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ. Được biết khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bảo thế lưỡng nan, theo cũng dở mà chịu ở cũng không xong. Ông được cho là đã diễn bài vở khóc nức nở trước họ Tập trong lễ chiêu đãi quốc yến tối ngày 12 tháng 12 năm 2023 để thoái lui. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng có nhiều biểu hiện xấu đi. Bắc Kinh luôn luôn duy trì một chính sách chia để trị thâm hiểm đối với Việt Nam, trong khi đó ông Trọng luôn chiều lòng Bắc Kinh một cách vô điều kiện. Đó là lý do nhiều ý kiến chỉ trích ông là thái thú của Trung Quốc cũng chẳng khoan. Cũng chính vì vậy mà trong lễ tang, ông Tập bày tỏ sự tiếc thương với Tổng Trọng một cách quá mức, trong khi nhiều lãnh đạo Việt Nam thì lại cười tươi, sung sướng khi ông Trọng chết đi. Sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng Bí thư Tô Lâm, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã xảy ra những xáo trộn chính trị. Việc Quốc hội bất ngờ tuyên bố sẽ bầu lại chức danh Chủ tịch nước để thay thế cho Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những xáo trộn. Ông Tô Lâm đã phải chấp nhận thoái lui trước sức ép của ban phe đảng và phe quân đội. Trong bối cảnh hết sức phức tạp này, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn dõng dạc tuyên bố rằng Việt Nam sẽ tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Có thể hiểu là sẽ có những cải cách trong thời gian tới. Đặc biệt mới đây, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, cựu Ủy viên Trung Đảng Nguyễn Đình Bin đã gửi tâm thư đến Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi thay đổi thể chế chính trị. Đây là điều mà Trung Quốc hoàn toàn không muốn. Theo giới quan sát, động thái vừa kể trên là một cú sốc. Một cựu lãnh đạo cấp cao lại công khai kêu gọi đa nguyên đa đảng, vốn là điều cấm kỵ tuyệt đối. Phải chăng đây là phép thử ngược của ông Tô Lâm đối với phe tướng lĩnh quân đội đang nỗ lực cản phá xu hướng, cũng như chính sách đối ngoại thân Hoa Kỳ và phương Tây? Đáng chú ý, công luận vẫn chưa thấy Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ phản ứng trước lời kêu gọi của ông Nguyễn Đình Bình. Một nguồn tin nội bộ cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm đang cố gắng làm đẹp hình ảnh của mình để lấy lòng các ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị bằng các chính sách quan tham, vì nếu không sẽ khó có được sự ủng hộ của họ để được bầu trong trường hợp đặc biệt. Nếu không thì hết khóa 13, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đến tuổi buộc phải nghỉ hưu. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn kiên định và làm phép thử ngược với phe quân đội như thế nào. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de